chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt. Thuyền đã sang ngang lòng cho con sóng không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu. Môi hôn thay lời yêu lạc bước cô đơn mình em một mùa đông xa băng. Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết mắt anh là đau thương dù con vẫn vương. Em sẽ tin giấc mơ có thật. Nếu mà em nói 97 triệu dần chắc có lẽ người ta không có chịu. Nhà thôi em cứ nói 50-50 đi. 90 triệu dần, 45 triệu dần. Em thay mặt 45 triệu dân cầu xin chị. Bây giờ dịch bệnh là tối hôm qua là Việt Nam mình là cách ly tại nhà, không ai được đi qua nhà ai hết. Thấy khổ chưa? Giờ cái sống với cái chết là như chơi luôn. Nên em cầu xin chị giúp đỡ mọi người đi. Hôm nọ là Nhâm Hoàng Khang có nói là gửi lại cho chị 500 triệu để làm từ thiện. Với chị nói á, là khi mà chị lấy tiền của ông Yên được, chị sẽ làm từ thiện là 17 tỷ. Đúng không? Đó, thì bây giờ là thật sự mà nói là mọi người rất cần chị. Giờ tức là người ta cứ nói chị là hồi trước á, thì có nghe nói chị làm từ thiện. Nhưng 4 tháng nay từ khi biết chị tới giờ là chưa thấy chị làm từ thiện gì hết. Là người ta thấy chị nói không hả? Đúng không? Đó, là mọi người nói như vậy. Thôi thì làm từ thiện đi chị. Nếu mà chị không có tiền mặt trong nhà, học sòn chị đâu, sòn nào nó lớn nè. Làm cho tụi nó thấy tụi nó không có được nói chị nữa. Giờ chị thấy không? Những cái mà người mà chị nói là đám nghệ sĩ mà đám nghệ sĩ chó đó, đánh chết mẹ đó đó, nghệ sĩ cụ sĩ đạo sĩ đó mà chị nói đó, là bây giờ em thấy rõ ràng trên báo đăng chị Diệp Hương người ta là giúp bà con 5 tấn gạo, đó là trước mắt. Xong thì còn làm nữa. Và anh Đàm Vĩnh Hưng có kêu gọi mọi người giúp đỡ bà con. Và còn mấy anh nghệ sĩ kia nữa, là thấy hiện thời trước mắt là họ đã làm rồi đó. Mọi người ủng hộ những việc làm tốt này nha. Em luôn ủng hộ những việc làm tốt. Bản thân em nè, 2 tháng mấy nay em cắt 2 căn nhà tình thương. Xong em giúp đỡ bà con nghèo, tính ra cộng lại á là cũng hơn 200 triệu của em đó. Tiền nhà em không có kêu gọi ai nha. Đó, hôm nọ là chú mà Sơn đó là ở ngay đó, là chỗ em ở, quê em ở đó, là chi hội chữ thập đỏ quê em đó, là có làm cầu giúp đỡ bà con đi, thiếu tiền em cũng ủng hộ. Nói chung là em không có giàu, nói chung là dạng tỷ nhân ta, nhưng mà khi mà em cảm thấy giúp được là em giúp. Vì thật sự nó chết không đem theo được, con người ta chết trong gan tấc vậy đó, đang ngồi sẵn sẵn vậy nè, ngày mai biết đâu được dính corona hoặc là chết thì sao. Nên là em thay mặt mọi người cầu xin chị giúp mọi người đi đó. Chứ không thôi bây giờ anh nói là bán đất nè, thấy chưa, trên mạng người ta nói đó là đất đó là nghe nói đất của quốc phòng bán được, mà không biết sự thật là như nào thì mình không biết. Xong 15 triệu vaccine chờ mua thuốc chừng nào mà bây giờ mọi người lại bị cách ly là đói nè. Mong chị giúp mọi người. Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt. Thuyền đã sang ngang lòng cho con sóng không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu. Môi hôn thay lời yêu lạc bước cô đơn mình em một mùa đông xa băng. Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa. Chỉ biết mắt anh là đau thương dù con vẫn vương.